Trước nhu cầu đi lại của người dân dịp trước và sau Tết, tỉnh Lai Châu đã thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cụ thể là tạm dừng hoạt động vận chuyển của các xe khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi đi từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, kể từ 15 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các bến xe khách đối với các phương tiện vận tải hành khách về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu chỉ đạo các bến xe khách, doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị xe dự phòng, điều tiết các phương tiện giải tỏa cũng như vận chuyển khách.